Em nghe bảo thuốc này ép hại tóc với da đầu lắm đúng không? Nếu mà nghe nói thì chưa đủ đâu anh em cần phải chứng kiến và quan sát tận mắt nhé. Đấy thì hai bên sai tóc này của mình thì mình ép cũng một hai lần rồi đó anh em. Và cái tóc hiện tại này là mình ép cách đây khoảng tầm hơn một tuần trước, mình có làm video đấy. Đấy thì anh em có thể quan sát và chứng kiến tận mắt nhá, nhìn xem da đầu nó có vấn đề gì không. Đấy, nó có bị loang lổ, sứt sẹo hay là gầu hay có vấn đề gì không. Đấy, và tóc cũng thế, có vấn đề gì không, có bị cháy, bị xù hay có vấn đề gì không, hay thẳng mượt bình thường. Đấy, đấy, mình ép bằng sản phẩm này đó anh em. Đấy, và cái phần đây là cái phần mà tóc mới nhá, còn cái phần ngọn của hai bên sai này này, cái phần ngọn đây này, nói thật với anh em ấy là trước đây là mình cũng ép, bây giờ nó mọc dài ở đấy thì anh em nhìn nhau là có vấn đề gì không, nó có bị gập xù hay là có vấn đề khô sơ gì không, nó cũng bình thường, nó cũng hơi khô một chút thôi, không thể nói là nó phải bình thường được đấy, nhưng mà nó cũng không đến mức như thế đúng không anh em. Cho nên là anh em sử dụng sản phẩm ấy thì mình đảm bảo được cho anh em là cái yếu tố khi anh em sử dụng sản phẩm đúng cái hướng dẫn ấy thì nó đảm bảo được cho anh em về da đầu, về tóc, đảm bảo độ đẹp cho anh em và an toàn không vấn đề gì nhá. Anh em có thể tham khảo sản phẩm bên dưới nhé. Cảm ơn anh em.